Các khu chợ ở Bangkok luôn luôn là điểm đến được rất nhiều các du khách quan tâm. Trong video ngày hôm nay, Leo sẽ tổng hợp cho mọi người 12 khu chợ mà mọi người nên đến. Top 12 sẽ được giới thiệu một cách ngẫu nhiên. Vì vậy, nếu các bạn thấy một ngôi chợ nào mà mình yêu thích chưa có trong clip này, hãy để lại comment ở bên dưới để chúng ta cùng thảo luận thêm ha. Tất cả những video review chi tiết về các khu chợ này thì đều đã có trên kênh của mình. Các bạn có thể click vào playlist đang được hiển thị trên góc phải màn hình để xem thêm nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình khám phá top 12 của ngày hôm nay. Số 1. Chợ đêm Chot Phae. Khu chợ này là một trong những điểm đến mà các bạn không thể bỏ qua khi đến với thủ đô Bangkok trong thời gian gần đây, vì nó đang dần trở nên rất nổi tiếng. Một trong những hình ảnh đặc trưng mà khách du lịch Việt Nam rất thích về khu chợ này đó chính là món sườn cay được chất trồng như hòn non bộ. Các bạn có thể sử dụng tàu điện ngầm và xuống trạm Ra Rạm Nai. Khu chợ sẽ được mở cửa tất cả các ngày trong tuần, từ 4 giờ chiều cho tới 24 giờ đêm. Đến đây thì các bạn cũng không thể bỏ lỡ món bánh bơ với lớp vỏ giòn tan và thơm lừng. Ngoài món sườn cay thì ở đây còn có món hải sản đổ bàn nè. Bên cạnh đó thì có các món pancake được vẽ theo hình phiếu hoạt hình, những món thức uống được pha chế từ lá cannabis và những quầy hàng bán xoài xanh với đa dạng các loại nước chấm đặc trưng của Thái Lan. Ngoài đồ ăn thì ở khu chợ này còn có rất nhiều các gian hàng quần áo, giày dép cho các bạn tha hồ lựa chọn. Nếu đã quá mỏi chân thì các bạn hãy ra khu vực quảng trường của khu chợ, ngồi chiêu chiêu, lắng nghe âm nhạc cũng như thưởng thức một chai bia mát lạnh giữa tiết trời Bangkok nóng nực nè. Ở đây thì còn rất đa dạng các loại hải sản nướng, ví dụ như là tôm nướng nè, mực nướng, hoặc là có cả sò huyết nướng nữa. Nếu các bạn đã trót yêu xiên bẩn ở Việt Nam thì ở Thái Lan cũng có xiên bẩn với nước sốt cay cay nồng nồng, ăn vô là nhớ mãi luôn. Hải sản ngâm tương cũng là một trong những món mà các bạn phải thử. Số 2. Chợ cuối tuần Chatuchak. Đến với Bangkok mà các bạn bỏ lỡ chợ Chatuchak thì coi như các bạn chưa đến Bangkok đó nha. Đây là một trong những khu chợ ngoài trời lớn nhất Đông Nam Á. Quần áo, giày dép, tất cả các loại mặt hàng trên trời dưới đất thì ở khu chợ này đều có. Vì vậy các bạn nên đưa Chatuchak vào lịch trình của mình nha. Các bạn có thể đến với khu chợ này bằng cách sử dụng tàu điện ngầm và xuống trạm MRT Chatuchak hoặc là tàu điện trên cao BTS và xuống tới trạm Mỏ Chiếc. Khu chợ sẽ được mở cửa vào hầu như tất cả các ngày trong tuần, nhưng nhộn nhịp nhất là vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật. Các bạn hãy truy cập vào Google Maps để kiểm tra thời gian mở cửa chi tiết của từng ngày hoặc xem lại tập vlog mà mình đang để ở góc phải màn hình để được review chi tiết về khu chợ này. Chatuchak là một khu chợ siêu to khổng lồ với các gian hàng được đan cài vào nhau giống như những cái mê cung. Đến với ngôi chợ này thì các bạn đừng bỏ lỡ mặt hàng dầu gió, dầu ngựa của Thái Lan, vì theo mình thấy mặt bằng chung giá ở đây thì thấp hơn giá thị trường rất là nhiều. Một trong những đặc trưng của khu chợ này đó chính là mặt hàng tinh dầu với rất nhiều loại mùi hương đặc trưng của Thái Lan mà mọi người có thể mua về làm quà. Số 3. Chợ nông sản Autocor. Các bạn có thể kết hợp tham quan chợ Autocor với chợ Chatuchak vì hai ngôi chợ này gần như là nằm sát nhau. Cách đơn giản nhất để đến với ngôi chợ Autocor đó là các bạn hãy sử dụng tàu điện ngầm và xuống trạm mang tên là Kampong Pep. Ngôi chợ sẽ được mở cửa vào tất cả các ngày trong tuần, từ 8 giờ sáng cho tới 4 giờ chiều. Đến đây thì các bạn sẽ thấy được rất nhiều loại nông sản trái cây của Thái Lan, từ sầu riêng, bòn bon cho đến các loại nông sản bình dân hơn, ví dụ như là mận, ổi. Đặc trưng của ngôi chợ này là việc trình bày của người bán sẽ làm cho mọi người cảm thấy mình muốn móc hầu bao và mua hàng ngay.
Theo cảm nhận của mình thì tất cả các mặt hàng ở đây đều được trưng bày với cái tâm của người bán, vì vậy nhìn vào rất là thích mắt luôn. Bên cạnh mặt hàng trái cây thì ở đây còn bán rất nhiều các loại rau củ và mặt hàng hải sản. Hải sản ở đây rất là tươi ngon, đặc biệt là tôm càng nè và các loại cua được tách sẵn. Đến đây thì chắc chắn các bạn sẽ cảm nhận được một cái không khí của chợ địa phương kết hợp với hình thức trình bày của siêu thị, làm cho nâng tầm các loại nông sản được bán trong khu chợ này. Vì vậy giá ở đây cũng nhỉnh hơn so với các khu chợ khác, nhưng mà tiền nào của nấy các bạn nha. Ở đây còn có bán rất nhiều các loại thức ăn được chế biến sẵn. Bên cạnh đó thì còn có các mặt hàng đồ khô cũng như là trái cây sấy khô để cho mọi người có thể mua về làm quà nha. Số 4, chợ Pratunam, chợ quần áo thời trang ngoài trời lớn nhất Bangkok. Đối với những bạn đi Bangkok với mục đích buôn hàng quần áo thời trang thì ngôi chợ này chắc chắn là một điểm đến mà các bạn đã quá quen thuộc. Để đến với khu vực chợ này, các bạn có thể sử dụng tàu điện trên cao và ngừng lại ở chợ Chit Lõm. Khu vực chợ này thì được mở tất cả các ngày trong tuần. Tùy vào gian hàng thì thời gian mở cửa sẽ dao động từ khoảng 8 giờ sáng cho tới khoảng 8 giờ tối. Các bạn có thể kết hợp đến với khu chợ này khi đang tham quan ở khu vực Central World nè, tượng Phật Tứ Diện hoặc là Bixi. Xung quanh khu vực Ratunam này thì còn rất nhiều các tòa nhà trung tâm thương mại để mọi người có thể ghé vào. Ở khu chợ này thì bán rất đa dạng các loại mặt hàng quần áo, từ những mặt hàng may mặc với kiểu dáng thời thượng nhất đến các mặt hàng second hand. Giá cả ở đây thì được niêm yết rõ ràng cho các mặt hàng bán lẻ. Còn với các bạn nào muốn buôn đồ sỉ thì nhớ tham khảo thêm các hình thức trả giá ở các diễn đàn du lịch Thái Lan, hoặc là học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước nha. Số 5, trung tâm thương mại thời trang Platinum. Platinum nằm đối diện Ratunam, vì vậy các bạn có thể kết hợp tham quan cả hai khu vực buôn bán thời trang này. Lợi thế của khu vực Platinum đó chính là các gian hàng được bày bán trong nhà với hệ thống máy lạnh. Ở đây thì các gian hàng được bày bán một cách gọn gàng và khoa học hơn rất nhiều so với khu vực Ratunam. Khói nhà của khu vực trung tâm thương mại Platinum thì gồm có 7 tầng. Những khu vực ở tầng thấp thì sẽ là khu vực thời trang dành cho nữ với các mặt hàng quần áo, giày dép, túi xách. Các khu vực tầng cao hơn sẽ là thời trang dành cho nam. Và khu vực trên cùng sẽ là khu vực thời trang dành cho các bé. Theo cảm quan của mình thì các mặt hàng thời trang ở bên khu vực Platinum có kiểu dáng đẹp hơn và chất liệu dường như cũng tốt hơn so với khu vực Ratunam. Để đến với khu vực Platinum này, các bạn có thể sử dụng cầu đi bộ kết nối từ khu vực trung tâm thương mại Central World để đi bộ sang đây. Trạm tàu điện trên cao gần nhất với khu vực Platinum cũng là trạm Chit Lõm. Trung tâm thương mại này được mở cửa vào tất cả các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Số 6, chợ đồ sỉ Sảm Beng. Sảm Beng là một trong những khu chợ nổi tiếng nhất nằm ở khu vực phố tàu của thành phố Bangkok. Các bạn có thể đến đây bằng cách sử dụng tàu điện ngầm và xuống ở trạm Wat Mang Kon. Khu chợ sẽ được mở cửa vào tất cả các ngày trong tuần.
Tùy vào thời điểm nhập hàng mà các gian hàng ở đây có thể mở cửa từ khoảng 10 giờ sáng cho tới nửa đêm, cho nên các bạn có thể sắp xếp thời gian để đến với khu chợ này vào thời gian thích hợp theo chuyến đi của mình nha. Đây là một trong những khu chợ có độ dài khủng nhất ở thủ đô Bangkok mà mình từng được đi. Nó kéo dài từ khu vực phố tàu Yawarat tới tận khu vực Sảm Yot nơi có kênh Ong An. Mặt hàng mà mình thấy được bán chủ yếu ở khu vực chợ này đó chính là các phụ kiện thời trang. Ví dụ như là các cái dây khóa móc khẩu trang nè, hoặc là các cái thẻ đeo dành cho nhân viên văn phòng. Hoặc là mọi người có thể tìm mua dụng cụ học tập ở khu chợ này luôn. Một điểm độc đáo của khu chợ này mà mình nhận thấy là các mặt hàng phụ kiện thời trang ở đây có kiểu dáng rất là thú vị. Mặc dù là khu vực chợ ngoài trời, nhưng Sảm Ben có một hệ thống mái che kéo dài, tạo không gian mát mẻ cho mọi người có thể mua sắm cả ngày mà không biết mệt mỏi luôn. Số 7. Chợ Quang Lãng. Quang Lãng là một khu vực chợ địa phương rất nổi tiếng nằm ở phía bên kia bờ sông Chao Phraya thuộc thủ đô Bangkok. Nếu các bạn đang có mặt ở khu vực Icon Say Ảm hoặc là Wat Arun thì các bạn có thể bắt taxi hoặc là tuk tuk để đến với khu vực chợ Quang Lãng. Còn nếu các bạn đang đi tham quan ở khu vực Wat Pho hoặc là Hoàng Cung ở phía bên kia sông thì hãy đến với khu vực bến tàu Maharat, sau đó bắt một chuyến tàu ngang băng qua trạm Ranoth hoặc là Quang Lãng nằm ở phía đối diện bên kia sông để đến được với khu vực chợ này. Để dễ hình dung nhất thì các bạn hãy bật Google Maps lên để định vị chợ Quang Lãng trên bản đồ nha. Hàng quán ở khu vực chợ này sẽ được mở cửa vào tất cả các ngày trong tuần, từ 9 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều. Đến với khu chợ này chắc chắn các bạn có thể thưởng thức được hương vị đồ Thái mang đậm phong cách địa phương. Dạo quanh khu vực chợ Quang Lãng thì các bạn có thể tìm thấy các món đồ ngọt, ví dụ như là xôi xoài, xôi sầu riêng hoặc là các món chè Thái. Một trong những quán ăn nổi tiếng nhất ở khu vực chợ này mang tên Ora Thái. Quán có menu sôm tằm, tôm dầm, cánh gà chiên và nhiều nhiều món ăn Thái khác nữa cho các bạn lựa chọn, với giá cả rất phải chăng và hương vị rất ngon luôn. Số 8. Chợ Hoa Bạc Long. Nếu ở Sài Gòn có chợ hoa Hồ Thị Kỷ thì ở Bangkok có chợ hoa Bạc Long. Theo mình nghĩ thì ngôi chợ này thích hợp cho các bạn đã ghé thăm Bangkok vào lần thứ 2 hoặc lần thứ 3, tại vì nơi đây sẽ là một địa điểm để mọi người có thể khám phá nét văn hóa buôn bán ở một khu chợ đầu mối nằm giữa thủ đô Bangkok. Để đến với khu vực chợ này, các bạn có thể sử dụng tàu điện ngầm và xuống trạm Sa Nạm Chai. Khu chợ sẽ được mở cửa tất cả các ngày trong tuần và nhộn nhịp bất kể ngày đêm. Là một khu chợ đầu mối về hoa, cho nên thời điểm nhộn nhịp nhất là vào lúc nửa đêm, khi mà hoa từ các tỉnh thành được đổ về và phân phối cho các gian hàng ở trong khắp thành phố. Điểm đặc trưng của khu vực chợ này là không chỉ có các mặt hàng hoa dành cho mục đích quà tặng, mà còn có các mặt hàng hoa dành cho mục đích dâng cúng lên các vị thần và Phật ở Thái Lan. Hoa ở đây thì rất đa dạng các mặt hàng, từ hoa hồng nè, hoa lily, hoa tulip. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy họ bán cả lá trà, lá dứa, nhưng mà không dành cho mục đích nấu nướng mà chỉ dành cho mục đích cắm hoa thôi mọi người nha. Nếu đi vào khu vực nhà lồng chợ thì ngoài sắc vàng tươi của hoa vạn thọ, tím tím của hoa phong lan thì mọi người cũng sẽ nhìn thấy rất là nhiều các loại rau củ, ví dụ như là xoài nè, chuối nè,
Mía nè là một trong những cái món lễ vật quen thuộc để dâng lên cho các vị thần, đặc biệt là vị thần mình người đầu voi Ganesha, để cầu cho sự may mắn và tiền tài ở Thái Lan. Số 9, trung tâm thương mại bán đồ chơi và camera cũ Mega Mall. Để đến được với Mega Mall thì mọi người có thể sử dụng tàu điện ngầm và xuống trạm MRT mang tên Sảm Giót. Trung tâm thương mại này thì sẽ được mở cửa tất cả các ngày trong tuần, từ 10 giờ sáng cho tới 7 giờ 30 tối. Mặt hàng ở trung tâm thương mại này thì khá khác biệt so với list các ngôi chợ mà mình đã giới thiệu trong top 12 của ngày hôm nay. Dành cho các tín đồ yêu thích phim hoạt hình và truyện tranh Nhật Bản, Mega Mall là nơi để các bạn có thể tìm thấy những figure của các nhân vật mà mình yêu thích. Bên cạnh đó thì cũng sẽ có một số gian hàng khá hoài cổ thì bán các đĩa DVD nè, cũng như là các cái loại máy Nintendo của thập niên 80-90. Một trong những điều mà mình phải dặn trước với mọi người là hãy cẩn thận khi dắt con em mình vào trung tâm thương mại này nha. Mega Mall thì có khoảng 5 đến 6 tầng, trong đó 4 tầng dưới thì sẽ sử dụng để bán các mặt hàng đồ chơi và figure. 2 tầng còn lại trên cùng sẽ bán các mặt hàng camera cũ, ống len cũng như là phụ kiện dành cho máy ảnh. Ở khu vực 2 tầng trên cùng này còn có các gian hàng sửa máy ảnh nữa, cho nên mọi người trong quá trình du lịch mà có vấn đề về máy ảnh thì cũng có thể đem ra đây để sửa chữa ha. Số 10, phố đi bộ Ân An. Ân An là một trong những phố đi bộ mới nhất tại thủ đô Bangkok được mở ra vào thời điểm dịch Covid-19. Phố đi bộ này sẽ được mở cửa vào các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, từ 4 giờ chiều cho tới 10 giờ tối. Các bạn có thể đến với khu vực phố đi bộ này bằng cách sử dụng tàu điện ngầm và dừng ở trạm Sảm Giót. Ân An là một trong những phố đi bộ khá đặc biệt vì ở đây có sự kết hợp giữa hoạt động chèo kayak miễn phí giữa dòng kênh Ân An, là một trong những niềm tự hào của thành phố Bangkok khi là một dòng kênh trước đó rất bị ô nhiễm nhưng giờ đây đã có thể cải tạo và cho mọi người chèo kayak ở trên đó. Xung quanh khu vực bờ kênh sẽ là phố đi bộ Ân An, nơi có hoạt động chợ đêm bán rất nhiều các món ăn mà mọi người có thể thử. Trong những con hẻm len lỏi ở khu vực phố đi bộ Ân An này sẽ có những khu vực tranh tường được sơn màu dạ quang, hoặc là các khu phố với những dãy đèn lồng được treo trên cao để cho mọi người tha hồ và check-in sống ảo. Vào thời điểm không có họp chợ thì Ân An lại mang một không khí yên bình rất riêng. Đặc biệt ở khu vực này thì có các hàng quán của người Ấn Độ, bởi vì ở đây nằm khá gần với khu Little India của thủ đô Bangkok. Số 11, chợ nổi Amphawa. Mặc dù không nằm ở thủ đô Bangkok nhưng chợ nổi Amphawa cũng sẽ được mình đưa vào list của ngày hôm nay vì đây là một trong những khu vực chợ nổi đặc trưng nhất mà mọi người nên ghé thăm khi đến Thái Lan. Khu vực chợ nổi này sẽ được mở cửa vào các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật, từ 10 giờ sáng cho tới 9 giờ 30 tối. Cách dễ dàng nhất để mọi người có thể đến với khu chợ này thì hãy sử dụng bus hoặc là minivan. Các bạn có thể dễ dàng tìm được các thông tin di chuyển đến đây bằng cách Google nha. Chợ nổi ở Thái Lan là một trong những nét văn hóa đặc trưng. Hàng quán ở chợ nổi sẽ được bán dọc ở phía hai bên bờ kênh và có một số hàng quán thì sẽ bán trên những chiếc thuyền được cập ở phía hai bên bờ sông, không giống như chợ nổi ở đồng bằng sông Cửu Long đâu mọi người ạ.
Ở khu vực chợ nổi Ampawa này thì có bán rất nhiều các loại hải sản nướng nè, các loại mì thuyền, hoặc là mọi người cũng sẽ có thể tìm thấy được dừa sáp ở khu vực này. Bên cạnh đó thì một trong những món ăn đặc sản và cũng là hình ảnh biểu tượng cho chợ nổi Ampawa đó là những con cá hấp bị bẻ đầu mà người ta gọi là platu, hoặc là những con cá sốt cà được đựng trong những cái thau rất là to mà mọi người có thể mua để ăn thử nha. Trên kênh của mình cũng đã có một video review. Trên kênh của mình thì cũng có một video review riêng cực kỳ chi tiết về chợ nổi Ampawa, mọi người có thể xem lại ở góc phải của màn hình nha. Số 12, phố tàu Yawarat. Yawarat là tên gọi thân thương và quen thuộc mà người dân thủ đô Bangkok gọi khu vực phố tàu của họ. Một khi đã đến với Bangkok thì mọi người chắc chắn sẽ phải ghé phố tàu. Ở khu vực phố tàu này mọi người có thể dễ dàng đến được bằng cách sử dụng tàu điện ngầm và ngừng lại ở trạm MRT Wat Mangkon. Còn nếu như mọi người muốn kết hợp đi các tour chùa, ví dụ như là chùa Wat Chai Mit, chùa Phật Vàng nè, hoặc là những ngôi chùa người Hoa vào buổi sáng thì mọi người có thể đến với trạm MRT Hoa Lam Phong. Ở mỗi thời điểm khác nhau trong ngày thì khu vực Yawarat lại có nhiều điểm để cho mọi người có thể khám phá, đặc biệt là văn hóa ẩm thực. Đến với khu vực phố tàu vào buổi sáng thì mọi người sẽ cảm nhận được cái sự nhộn nhịp của hoạt động giao thương ở nơi này. Còn vào buổi tối thì phố tàu Bangkok thực sự mang lại một không khí nhộn nhịp và đông đúc, đặc biệt là thời điểm sau dịch, dòng người đổ về đây chật như nêm mỗi đêm. Mọi người có thể thử các món ăn ví dụ như là sa tay nè, hoặc là các loại vi cá mực nướng với hương thơm ngào ngạt khắp cả khu phố. Trục đường chính của phố tàu cũng mang tên là Yawarat. Nơi đây thì mọi người sẽ tìm thấy hàng loạt các hàng quán nổi tiếng mà tất cả các trang review du lịch về Thái Lan đều gợi ý cho mọi người đến để thưởng thức. Ví dụ như là những xe bánh chiên chấm với sữa nè, hoặc là những xe chè đặc trưng của Thái Lan, hoặc là xe bánh mì nướng lâu đời với các loại nhân được nhồi đầy ở trong phần bánh. Ăn khá là tèm lem nhưng mà lại rất là ngon. Và đó là tất cả những gì có trong clip của ngày hôm nay. Leon hy vọng rằng với clip tổng hợp 12 khu chợ của ngày hôm nay sẽ đưa đến cho mọi người những lựa chọn thú vị khi lần tới mọi người ghé thăm thủ đô Bangkok nha. Cảm ơn các bạn đã chọn xem nội dung trên kênh của mình. Đừng quên nhấn like, share và subscribe trên kênh YouTube cũng như follow Instagram của mình để cập nhật nhanh nhất những hành trình du lịch sắp tới nha. Để không bỏ lỡ các nội dung thú vị khác trên kênh, các bạn có thể click vào video và playlist đang được gợi ý bên dưới để tiếp tục theo dõi.